Tối 29 tháng 7, đêm diễn đầu tiên của concert Blackpink đã diễn ra tại Hà Nội. 4 cô gái đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ làm khán giả Việt phấn khích. Trước đêm diễn thì vì nhiều lý do nên vé vào cửa của đêm nhạc rơi vào tình trạng ế ẩm. Nhiều phe vé lo lắng tìm cách bán tống bán tháo số vé đã mua, thậm chí chấp nhận bán với mức giá chỉ bằng một nửa so với giá niêm yết. Tuy nhiên, sau đêm diễn đầu tiên của Blackpink, với không khí sôi động và cảm xúc tuyệt vời mà khán giả cảm nhận được từ các cô gái, thị trường vé đã có sự thay đổi. Trên các diễn đàn mạng xuất hiện nhiều dòng trạng thái xin mua lại vé thay vì hàng loạt status chào mời như trước đây. Thậm chí nhiều khán giả đã tham dự đêm diễn đầu tiên của Blackpink vẫn bày tỏ mong muốn săn vé để được tiếp tục đu idol trong đêm thứ hai. Hai đêm biểu diễn của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình dự kiến sẽ thu hút khoảng 67.000 khán giả. 36.000 khán giả cho ngày thứ nhất và 31.000 khán giả cho ngày thứ hai. Tuy nhiên, ban tổ chức đã ngừng bán vé từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, cộng thêm hiệu ứng từ đêm diễn đầu tiên, nên vé concert Blackpink đêm thứ hai bắt đầu có dấu hiệu sốt và tăng giá trở lại. Một số bài đang nhượng vé với mức giá tương đương giá niêm yết hoặc cao hơn một chút đã nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Đặc biệt là ngay trước thềm đêm diễn ngày 30 tháng 7, đã xuất hiện những người công khai nhượng vé với mức giá gấp đôi giá niêm yết. Trước tình trạng này thì người hâm mộ Blackpink chủ động cảnh báo nhau phải tỉnh táo trước chiêu trò thổi giá ép giá, thậm chí lừa đảo bán vé ảo trên mạng xã hội.